Hòa kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình tối thứ Tư, mùng 8 tháng 4 năm 2015. Thưa quý vị, Trung Quốc và Việt Nam hôm qua vừa ký kết một loạt văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng và chính phủ trước sự chứng kiến của hai tổng bí thư đảng Cộng sản là ông Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. Trong những văn kiện này, đáng chú ý có kế hoạch hợp tác giữa hai đảng Cộng sản giai đoạn 2016-2020, Hiệp định về hợp tác dẫn độ, bản ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng về hợp tác giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng ngỏ lời mời ông Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam và ông Tập Cận Bình đã nhận lời. Tin Tân Hoa Xã cho biết, ông Tập Cận Bình đã đưa ra đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ở cấp cao để tìm những cách tiếp cận mới cho các vấn đề, đưa ra các ý tưởng mới để thúc đẩy mối quan hệ song phương bền vững. Ông cũng nói đến việc hai bên cùng nhau quản lý và kiểm soát bất đồng trên biển. Trong khi đó, từ Tokyo, hôm nay, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhắn Trung Quốc đừng tìm cách thay đổi hiện trạng. Quân sự không phải là giải pháp để giải quyết những vụ tranh chấp chủ quyền. Nói với báo chí, ông Tổng trưởng Ashton Carter nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ có phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ quốc gia nào muốn sử dụng quân sự trong những cuộc tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trung Quốc hiện đang có những hoạt động khiến Washington phải bày tỏ quan ngại. Tuần rồi, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh đang xây dựng vạn lý trường thành bằng cát ở Biển Đông. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tỏ ra lo ngại rằng chương trình này là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm quân sự hóa những vị trí tiền đồn tại khu vực có tranh chấp. Trả lời câu hỏi có phải cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Philippines sắp diễn ra nhắm vào mục tiêu ngăn chặn sự bành trướng của Hoa Lục hay không? Ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng Washington và Manila đều có những quyền lợi ở khu vực, kể cả việc phải đảm bảo không một nước nào được quyền tự ý thay đổi hiện trạng ở những khu vực đang tranh chấp hoặc sử dụng sức mạnh để quân sự hóa những khu vực này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Yomiuri, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng nhắc lại mối quan tâm sâu xa của Mỹ trước những biến chuyển đang diễn ra ở Biển Đông, gọi hành động của Trung Quốc đã tạo thêm căng thẳng cho khu vực, khiến những nỗ lực muốn giải quyết vấn đề bằng đường lối ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Trở lại tình hình Việt Nam, hôm nay, 3.500 công nhân của công ty Shinsung Vina tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục đình công, đòi hỏi quyền lợi. Một người quan sát tại chỗ là ông Nguyễn Thiện Nhân cho chúng tôi biết về nguyên nhân cuộc đình công đó như sau. Hôm nay ngày 8 tháng 4, công ty Shinsung Vina ở Long An có đình công. Toàn bộ công nhân của công ty khoảng 3.500 người đã đình công để phản đối cái chính đối đãi của lãnh đạo công ty đối với công nhân. Cuộc đình công này kéo dài từ ngày 31 tháng 3 đến nay là bước sang ngày thứ 8. Thì những ngày đầu là đình công để phản đối luật bảo hiểm mới. Tuy nhiên là những ngày sau thì đình công để phản đối chính sách của công ty. Do công ty có những cái chèn ép công nhân trong cái việc tính thưởng. Hôm nay thì công nhân vô và có làm việc với bà lãnh đạo của công ty là bà Tina người Hàn Quốc. Thì bà ta với công nhân ban đầu cũng có một cái thỏa thuận, nhưng mà sau đó là bà ta trở mặt và không chấp nhận cái thỏa thuận đó. Cái thỏa thuận như thế này là trong 7 ngày đình công đó, thì công nhân sẽ chịu một nửa, công ty chịu một nửa, có nghĩa là công nhân mất 3,5 ngày, công ty mất 3,5 ngày tiền công để mà san sẻ với nhau. Công nhân yêu cầu cũng khôi phục lại cái chế độ tiền thưởng như tổng giám đốc cũ đã làm. Bà Tina, tổng giám đốc mới này ban đầu đồng ý, sau đó trở mặt không đồng ý. Và bà ta kêu ban chấp hành công đoàn lên để thông báo rằng bà ta không đồng ý với công nhân. Do đó công nhân tiếp tục đình công và không chịu làm việc. Ông Nhân tiếp xúc được với nhiều công nhân và họ cho biết thêm là ngoài các chèn ép như vừa nêu, thì bà tổng giám đốc còn tìm cách cho thôi việc những công nhân có thâm niên làm việc vì những người này có lương cao.
Thưa quý vị, Bộ Tài chính mới đây lên tiếng lo ngại về việc thiếu khoảng 32.000 tỷ đồng trong năm nay để bù đắp bội chi, đảo nợ nhưng vẫn chưa tìm ra nguồn cân đối. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo thường kỳ quý 1 hôm mùng 7 tháng 4, đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng cho biết con số 32.000 tỷ đồng chỉ là con số dự kiến tại thời điểm báo cáo và cần kiểm chứng thêm. Trước đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị chính phủ các giải pháp bao gồm tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên trong 9 tháng còn lại của năm, đồng thời phát hành trái phiếu quốc tế dài hạn để tái cơ cấu khoản nợ ngắn hạn trong nước. Bộ Tài chính cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nâng giới hạn tỷ lệ các ngân hàng thương mại được mua, đầu tư trái phiếu chính phủ từ nguồn vốn ngắn hạn. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình tối thứ tư của Đài Á Châu Tự Do. Hòa Ái xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.